đời xưa chiều hôm tiếc ly biết bao ân tình Chúa đã phó mình này đây mình ta ban cho hãy mau cầm lấy ân chính thân ta tạ ơn trên kia vơi đầy mau ta chan hòa cùng nhau hãy uống vì đây mau ta tuôn trào để cứu thế nhân máu của giáo ước đây chính mình thánh ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian người ăn bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh đây chính là máu ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian người uống máu ta không bao giờ khát và sẽ được sống yên bình. Thánh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giả án sở thương khó Đức Chúa Giêsu. Đoạn này đốt chiên. Ghé đến núi Sion vào nhà đã dọn sẵn. Thế Đức Chúa Giêsu giả ơn chủ nhà vì cho trọn. Đoạn khi mặt trời chưa nặng, thế Đức Chúa Giêsu diệt chiên về phép giữa dạy kẻ cả nam biệt ấy. Khi người cầm con chiên thì ngửa mặt nên mà rằng con đổi ơn Đức Chúa Cha dạy con giữ phép Đức Chúa Cha dạy giết con chiên này đến mai con vẫn cũng còn phép Đức Chúa Cha mà
để cho kẻ xác giết con nữa. Nay con là con chiến thập, mai sẽ dâng mình trên cây thập giá cho cả thiên hạ được khỏi tội. Chớ đi ngày cùng giờ đến cho chóng, cho con đẹp lòng Đức Chúa Cha, cùng đẹp lòng con. Bề thương tiếc linh hồn người ta thương nạc đàn thật mà xa hỏa ngục. Đến khi con chiên nướng đã chín, thế Đức Chúa Giêsu cùng người ai đây tớ một mà người phán rằng sửa nơi thầy ăn lễ thầy cùng các con trước ngày chịu nạn dạy được thì thầy mừng ăn thịt chiên đoạn lại ăn rau điệp mấy. Thế Đức Chúa Giêsu nhớ đến mình ít lấy nữa và lòng yêu dấu mà chịu chết như lương trên cây thập giá vậy. Cùng nhớ đến ít nữa phải uống của đắng trên núi kia vì tội thiên hạ. Amen. Mau chiên bò Chúa không máu ngài nuôi thế gian.
biết yêu thương trọn đời. Chúa con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương đến mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa. Cho con biết say mê từng ngày, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa. Và cả tưởng tượng nữa,
Đó có nghĩa là chúng ta phải vận dụng toàn thể con người chúng ta để sống lại cái giờ của Đức Kitô. Giờ mà ở đó, Ngài đã biến bữa tiệc vượt qua của Do Thái giáo thành tiệc vượt qua của giao ước mới ngàn đời tồn tại, giao ước bằng chính máu đạo hy sinh. Ngài tuôn đổ ra trên thập giá mà tấm bánh dịp ly rượu là hiện thực đi trước. Mỗi lần cử hành thánh lễ, chúng ta tái diễn lại bữa tiệc của Chúa để tưởng niệm việc Ngài đã chết và sống lại, mừng vui vì Ngài hiện diện và trông chờ Ngài lại đến. Nhưng hôm nay, đặc biệt hơn những ngày khác, chúng ta sẽ tưởng niệm chính ngày Chúa Giêsu lập phép thánh thể và thiết lập chức linh mục thượng phẩm, để qua các ngài Chúa trực tiếp và hiện diện luôn mãi với nhân loại cho tới ngày Chúa lại đến phán xét nhân loại. Cùng với mầu nhiệm thánh thể được tưởng niệm tái diễn các hiện thực trong thánh lễ tiệc ly chiều nay, chúng ta một lần nữa được sống lại tâm tình cảm tạ và yêu thương của các môn sinh Đức Kitô. Khi chứng kiến hình ảnh khiêm nhu và phục vụ đầy yêu thương của Thầy Chí Thánh, khi quỳ xuống rửa chân cho các môn sinh và tiếp đó ân cần cho họ điều răn mới, điều răn yêu thương, bác ái, và cũng chính chiều hôm nay, trong thánh lễ tiệc ly này, chúng ta cảm nhận cách sâu xa hồng ân của bí tích truyền chức. Chính nhờ thánh chức linh mục, giám mục mà hy tế Đức Kitô mãi mãi nối dài trên bàn thờ nhân loại. Chúng ta cầu nguyện cho thế giới hôm nay có được nhiều phó tế, linh mục, giám mục như lòng Chúa mong ước. Hôm nay, Cha Chủ Tế sẽ làm lại những điều Thầy Chí Thánh đã chối làm ra ước ngàn đời. Và trong nghi thức đó, có phần rửa chân các tông đồ. Ý nghĩa của việc rửa chân nói lên tinh thần Chúa muốn cho các tông đồ thực hiện, đó là phục vụ anh chị em mình. Cũng chi qua những sinh hoạt trong toàn thể và cộng đoàn, nhất là khi sum vầy quanh bàn tiệc thánh thể như hôm nay, sẽ giúp mỗi phần tử trong giáo xứ chúng ta sống tinh thần hiệp hành và tham gia như những phần tử của hội thánh. Kinh ngài, hiền tha, cho